Chúng biết suốt ô phô đó khi này sẽ có một cảm ứng video được bố này thế này AKC3A thì ngày này còn đấy nhân viên trường này đang mua trường luôn là bây giờ mình được cảm ơn ổn thầy sẽ không tha ổn ổn ai mới khơi nhà video này hãy cho liên bạc của anh được thêm và thêm tiết thầy sẽ không tha viên này ai chui một cái này trường này đang thêm tiết sẽ đọc ổn ổn đừng tìm luôn là bạn video rồi nên bây giờ lọc cho liên mình là việc hạng mục này thầy mê liên ngày này còn đấy thì chỉ mình liên đề đọ xong trình thì sẽ hơi được tự nhiên liên nên cao cả lòng máu này nhưng còn là chỉ cao được tự bằng vĩnh này mình liên ít cứ chia cao bạc bạc bị lại cứ trong năm của liên này đọc ní rồi chết bạc bạc mình bị lại chẳng khi còn là chia tùm rung mũi đại sản mánh như sư vui dưới này bồn bồn ai vô từ bác cây nó bị dụng bồn ai nằm tiết xâm rạp tạm thì quạt tập thái này cho mỗi bồn ai chăm bàn và bình đấy trước việc lại ngày định thì khi mình chạy đường lê thì mình còn còn là khi từ đồng tiền nghĩa về còn còn bàn tới này không đi cứ như miền việt hà lại plus cho mỗi những cái giả sắc vừa rất có niềm nào nên plus sai chỉ hai từ đồng mình tiếp cứ như riêng năm đi việt lại plus two plus buzzword kia giả sắp đặt đấy chắc không pi được không đi như ai đã phát bản được gì cứ tâm trời được gì đấy giờ bộ phone ai vô được té hay ai cái okay. Nơi ví dụ muối sản phẩm phone đấy tập phone chưa chết đây ai lại nhóm chưa chết chắc là tập phone chưa chết ưu thế hoa là mùi gì chắc lại cứ như miền và thiến ai chỉ muốn like riding bicycle nhóm chưa chết chỉ còn chúng ta ôn cho chương trình cấm ôn anh nhiều bạn thái I like riding bicycle rồi còn được không những anh nhiều bạn thà I like to write or rồi còn những anh nhiều tiếp sinh I like to read ok chắc như phần các bạn được gì read cứ chia cái giả sử ok chắc mà đọc thằng này I like reading book I like shopping. Chia niệm shop. Và sẵn thì dân phương tôi chia bộ chung một ngày dưới như tôi thay phim một điện. Và tại dân chạy đồng lệnh ôn nâng bình khảo điện. Thật tại bài nát là như ai tôi thay một thay một số. Nên chẳng bên nát là dân học thay. Ok. Chắc I like shopping. Ok. Nhưng ai là khả nốt. Nhưng ai là dân thà I like to shop. Chắc khi tôi bông xây kinh nghiệm bằng tay này dùng một đấy khi được. Nhưng ai là dân hai nơi cái này nhưng ai thà I like snowboarding snowboarding như nào đừng thà snowboarding chơi với tập ôn tập đấng tập nhớ là ai sản xuất trong bán đấy ok nên biết cái gì nên khả năng như ai như I like to snowboard bạn được nghĩa tâm trời được nghĩa ok chân trong cao mới tiện nhưng mà khăn cao kì I like skiing rồi có I like to ski chân ôn ôn này như vậy tiện nguyên năng các bạn đấy chỉ muốn làm ví dụ từng pin này từng rồng bạch này cứ tâm tay đôi khi hay là dùng một cái gọi này ok chẳng từng rồng tìm mùi miền biệt like plus verb or noun nè biệt thật like bộ chỉ muốn làm kể giả sát với còn niệm bộ chỉ muốn làm ing hay từng rồng mùi tiết cứ dùng miền like plus to hay nâng plus buzzword ok chẳng từng rồng bạch này nhưng cái thà đi xuôi cho sập ổn ổn, ai ổn ổn ai vô được ăn thì bọn có thay được tiếc, thì ta sẽ chia sầm rong ví dụ xem xét nghĩa, chỉ muốn nâng niềm mà sập, rồi có nào xem xét để ổn bàn sửa, chia cả một phiếu trăm ngày, và với được ổn chủ trận, vì vậy những anh đấy I like riding bicycle, I like reading book, I like shopping, I like snowboarding, I like skiing, ok, chẳng chỉ tôi tao vừa ăn ski thì là xong kia, chẳng những còn để liên tới tầm bảy bản đơn bản chép nhé thì ai tra tra bản được gì trên tầm rung bảy này cứ dùng I like to read rồi có I like to eat I like to shop I like to snowboard I like to ski ok trên tầm rung bảy này nhưng cái tháp ôn bản khơi khá hay nên nông về tập ôn bản liên chung mùi nâng lực lượng lực bao nhiêu nâng không thể nào đi ní cái chế cao được làm với tập ôn ai vô từ liên tập thánh đồng bảy chế cao trong trăm tập thánh đây lũy đó là sản phẩm cà chua riêng tự lọc của mình.
ហើយមេរៀនក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺយើងមានខ្លីៗប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចទទួលយកបានហើយបើសិនជាអត់យល់អាចសាកសួរខ្ញុំបានតាមទៀតមានពេលដែលបងប្អូនត្រឡប់មកវិញអូខេឬក៏បងប្អូនអាចជួបខ្ញុំនៅកន្លែងណាក៏អាចសាកសួរបានដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមបងប្អូនអាចទទួលយកបានយើងជួបគ្នានៅក្រោយទៀតនៅវីដេអូបន្ថែមមួយទៀតអូ